Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Suzuki CSX S1000 ZX 2024 ra mắt tại châu Âu, cái mẫu xe thể thao bán phiêu lưu đầy thú vị. Hãng Suzuki đã chính thức ra mắt một cái mẫu xe mới CSX S1000 ZX 2024 tại thị trường châu Âu. Về mặt cơ bản thì cái chiếc Suzuki CSX S1000 ZX 2024 là một trong những mẫu xe bán song song với cái mẫu là CX S1000 CT ra mắt vào năm 2021. Cái sự khác biệt nằm ở hình thức ứng dụng. Cái chiếc CX S1000 CT là một trong những cái chiếc sport touring hoàn thiện, trong khi đó cái chiếc CX S1000 CX là một cái thiết kế khác với một cái bộ kính chắn gió khá cao và cung cấp một hình thức là ứng dụng đa mục đích trên cả đường trường lẫn đường địa hình kết hợp. Như chúng tôi đã nói bên trên thì cái chiếc ZX S1000 ZX 2024 là một trong những mẫu xe được nhà Suzuki dùng để cạnh tranh với các mẫu như Kawasaki VC1000, Yamaha KC9 hay là BMW S1000 XR, vốn chỉ chủ yếu tập trung vào cái cảm giác lái thoải mái nhưng lại mang đến một cái sự mạnh liệt của một cái động cơ xe thể thao. Một cái điều khác biệt khiến cho cái chiếc ZX S1000 ZX nó khác với cái chiếc ZX S1000 CT là ở thiết kế của nó. Nó có một cái thiết kế mặt trước đi kèm với cái phần đèn LED kép xếp chồng lên nhau theo cái chiều dọc vô cùng ấn tượng. Vì đây là cái mẫu xe kết hợp giữa phong cách phiêu lưu và du lịch, điều này sẽ khiến nó có chung gốc với cái chiếc ZX S1000 CT. Cả hai mẫu xe đều trang bị cho mình cái động cơ lực 4 xanh, dung tích là 999cc, 4 thì DOC, làm mát bằng cái lỏng. Đây là có động cơ đạt được cái tiêu chuẩn là Euro 5, sinh ra một cái công suất tối đa là 152 mã lực, tàn ngưỡng tua máy là 11.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 106 Nm, tàn ngưỡng tua máy là 9.250 vòng trên phút. Giống nhau ở hệ thống của hai mẫu xe này, nhưng cái chiếc ZX S1000 ZX là có một cái vẻ là kém hơn chút về cái tỷ lệ công suất trên phần trọng lượng. Bởi vì chiếc xe có trọng lượng thân xe là 232 kg, nó nặng hơn cái chiếc ZX S1000 CT vốn có trọng lượng thân xe là 227 kg. Về những thiết bị lắp đặt bên ngoài là một hệ thống cái đèn LED xung quanh, xe còn trang bị cho mình hệ thống treo là SFCA đến từ Suwa với nhiều cái tính năng điều chỉnh đa dạng. Xe có sự hỗ trợ của những tính năng như SAAS, SVDC, SFAC, SDDC đều được Suzuki cấp bằng sáng chế và đi kèm với một hệ thống bướm máy điện tử. Đi kèm với đó là những chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo 5 cấp độ, hệ thống hỗ trợ cái vòng tua thấp, hệ thống lực quý ship 2 chiều, hệ thống Suzuki Easy Start System, kẹp phanh Rainbow Molox đi cùng với hệ thống phanh ABS Hiking, Canarin ABS v.v. Suzuki EU vẫn chưa công bố mức giá bán chính thức của chiếc ZX S1000 ZX 2024, nhưng nhận xuất mới đây cũng đã thông báo rằng cái mẫu xe này sẽ có hai màu cho khách hàng lựa chọn, gồm có cam màu đen Last Sparkle Black và cái cam màu xanh Spur Smart Saddle Green. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, subscribe.